À, tiếp tục là mình xin giới thiệu cái relief valve. Nhà máy trả đi relief valve. Tháng 7 thì thấy có mà còn bất cứ còn lại tháng. Cái loại này là 40A đầu vào, 45A đầu ra. Đầu ra lúc này nó cũng to hơn đầu vào hết đấy. Đầu vào nè, nó xuất lớn cho nên nó sẽ có cái wifi mà kết nối để nó kín, để nó tăng độ kín hơn. Cái gì anh? Này là cái góc nó chất lỏng mà cái khí nó đi ra. Size của nó là 40A, 65A nè. Shifting pressure nó là 5.53, Bluetooth nó là water. Có nghĩa là cái này, cái anh này dùng cho được này chất lỏng là nước. Thấy không? Ví dụ nó ghi shifting là pressure là 5.53, có nghĩa là áp suất mà quá 5.5 hoặc là từ 5.5 trở lên á, là cái đĩa nó sẽ tự động nó mở. Cái lò xo nó bị nén lại, nó mở ra. Đó, vậy thôi. Đây lúc này điều chỉnh được mà khi mình đứt chì nữa điều chỉnh. Hôm nay có niêm phong chì nữa bạn. Cái này nó có một cái tiết điều bóp thì được kim chay trước khi xuất xưởng á. Để nó chắc chắn rằng là cái đĩa này và cái lò xo này nó sẽ nhảy tại áp suất là 5.5B. Đó. Nhưng mà tỉnh thoảng này lò xo thì này mặt bằng kim loại á, nó cũng có độ mỏi, độ đàn hồi theo thời gian á. Cho nên đỡ càng lâu là nó sẽ cái thông số này nè, nó sẽ thay đổi đi. Cho nên thỉnh thoảng là mình phải cái kiểm tra định kỳ á, mình check lại. Nhưng mà người ta thấy an toàn, người ta test không mà đâu có tin tưởng đó. Đâu. Thì để nhận thức không?